4/4/2024, tại chùa Liên Hoa, chúng con có buổi lễ cúng 100 ngày của ông Lê Văn Ru, pháp danh Thiệu Tề, cúng thất thứ hai cho cố Phật tử pháp danh Tâm Anh, Thế Thanh Trần Siêu Anh. Thế theo chương trình, chúng ta sẽ bắt đầu vào lúc 10:30. Vào giờ này, trước khi thời phát thoại, cũng giống như thời cầu nguyện bắt đầu, xin đại chúng lắng lòng trong đôi phút tuyên tiếng chuông. Thank you.
thọ tam quy quá âm danh tâm anh chính ngày năm 1953 ương thọ trồng tới 72 tuổi từ trồng ngày 31 tháng 3 2024 nhằm ngày 22 tháng 2 giáp thìn niên nhất thời mệnh chúng gặp kỳ siêu vô về ương linh nguyện văn tội thọ tam quy pháp danh thiện nguyện sinh năm 1932 tại Sài Gòn về Việt Nam quốc hướng dương hướng thọ trần tới 93 tuổi từ trần ngày 24 tháng 3 2024 nhằm ngày 15 tháng 2 giáp thìn niên nhất thời mạng nhi chung cập về siêu vòng về hương linh lê văn ru thiện tuệ chính ngày 10 tháng 5 1936 mất ngày 7 tháng 1 2024 hướng thọ 89 tuổi nguyện chư Phật chư Bồ Tát Thế Độ đẳng đẳng chương linh chương linh ký danh ký tờ ký câu nơi linh đường cùng tất cả chiến sĩ trong quân đồng bào tự nạn bốn mồm bốn tờ thứ nguyện cập kề an tang gia hiếu quyến nam nữ tử tốn mẫu thân vô thị mạo cùng tất cả nam nữ tử tôn con cháu cùng tang gia hiếu quyến hiếu nam hiếu nữ nguyện văn lâu pháp danh thiện dụng nguyện phương châu nguyễn văn lâm cùng tất cả nam nữ tử tôn cầm kỳ siêu gia chỗ chồng là chỗ văn hòa hiệp cùng con trai con dâu cháu nội nguyện chư Phật chư Bồ Tát tiếp độ đẳng là gia hộ độ trì cho tất cả chư nam nữ tử tôn tăng gia hiếu nguyện được thông tâm thanh tịnh phước huệ trang nghiêm bồ đề tâm kiên cố xa bê có nguồn mê chống quê về bở giác khổ nguyện gia đình hướng thành quyền thù tâm phước đoàn viên hoa gia chung sinh đồng thành Phật đạo nam mô âm phố vô gia nhất lý tầm
sở đại càng con nam tấm tóc mưu tức gọi tình nào ước mơ thân hương đăng thân khởi ra nam mô tiếp dòng đạo sơn nhé Nam mô A Di Đà Phật.
là cái yến nước nó là bấm hũ. Dòng ba con đại nặng ước mong, màu thân ơi, khổ thân ơi, đây ngọc ngợi, đây lòng, đây còn tình ngọc trong thương nhớ, nghĩa chân thành chưa trả xong. Giờ này về dưới linh đài, cháu con cơm nước xoay dâng lên, xin mẫu thân phụ thân chân tri lòng con trẻ cầu nguyện chư Phật mười phương tiếp độ hương linh được mở chánh về cảnh giới an lành trong phạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giả bộ quá.
Thank you.